Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì ban Khải đang đấu giá vật phẩm top 2 ban hội anh em ạ. Hiện tại ban hội Khải được là một set đồng bang Hồng Mỹ random và một cái hiện tinh random 890. Đó, lỡ mấy hiện tinh random 890. Còn vòng sáng này Khải dứt luôn cho xong. Hiện tại Phong Ca đang đấu 80 kim. Anh em nào đấu thì lên em ạ, bước nhảy 5 kim. Đó. Tôi đã mua mẹ rồi. Mở dòng sáng màu vàng đi. Tập trung 80 kim lần 1 cho Phong Ca. Đó, cứ 3 phút nhảy là không ai lên thì của Phong Ca vậy thôi. 80 kim lần 1. Khoảng hơn 5 triệu một chút anh ơi. 80 kim lần 1. Điểm Phong mở đi. Nói chung thì không ai đó thì cũng là anh Phong thôi. Anh em nhường của anh Phong. Thôi. Anh em nhường thì anh xin. Ừ, anh xin nói nhanh gọn. Anh em nhường anh xin thế thôi. Ừ, nhanh gọn. Ủa? Ồ, em mới dọn nhận vòng sáng ban hội 100 xu cho nó hiện ta. Chắc là rồi, phát rồi, dòng sáng phát rồi anh em ơi. À, bên này có. Căng thế, tao bảo là anh em nhường anh xin rồi mà chỉ căng thẳng thế. Ờ, căng thẳng ra lại căng thẳng thế. 80 kim lần 1 anh em ơi, cho anh em 2 phút suy nghĩ này mà. 80 kim. Đủ. Ông chửi cho tao cho banh xác luôn. Anh chửi cho banh xác. Anh chửi cho rồi. Hạ mày lên 90 kim đã đành, 81 kim lại thêm mất 3 phút nữa. Mà đi 80 kim cho anh chúng ta thắng nha, đánh nha. Không ơi, chị hai bên đánh ok. Vào đi anh em đánh vui mà. Đánh vui đừng có cái cú. Đánh vui mà. Cứ chia ra đánh vui vẻ không cần cua cũng được. Mẹ cứ quay quan trọng với cái này làm gì. Lần 2. Hiện tại bây giờ thì nó xoay không, mình không chấp. Thì cú này nó xoay thì mình thừa biết tính nó rồi. Ok lắm. Đúng rồi. Nói chung là ban mình mà gặp ai say anh em ban mình tự không biết cho nó khỏi đâu đầu. Đúng rồi. Ừ. Anh em nên không chấp với thằng say. Nên là đừng có chấp chi, đừng cãi qua cãi lại cho nó mất hay. Biết say thì thôi, tất biết cho nó khỏe. Mình nói tỉnh thì mình nói. Hồi bữa anh phá đến rồi. Nghe nó lên mạng nó chửi thêm thằng nữa. 80 kim lần 2. Đó. 80 kim lần 2 anh em ơi. Nói chung sẽ đồng bàn Hồng Mỹ mở ra hình xui nha anh em ơi. Như hình cuốn này, mở ra sẽ này quá pin luôn rồi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. 90 rồi. Không phải thằng gì à? Thằng cún nó mở hôm đấy là một, nó mở hôm rầm, thế mà hoa quả nó thắp hương đàng hoàng tử tế rồi. Nhìn xét đẹp luôn. Đúng rồi, đấy là hôm rầm mà lùa cún. À, hôm đó 14 mà. 14, 15 là rầm cái gì nữa. 80 kim lần 2 anh em ơi, còn 1 phút nữa anh em à. Đúng phút 56 Khải chốt anh em. 8 giờ 56 phút Khải chốt nha anh em ơi, còn 60 giây. Khải chốt đi cho ông mở là ông đi. Ờ, thôi ông mở cho ông nào cho ông nào đấu xếp với kìa. À ok, thôi chốt này anh ơi. Ok. Ok, đấy, để về. Tư Dương Nam. Nói chung là Tư Dương Nam anh ơi. 80 kim. Anh Oan ơi. Đấy. 80 kim cho anh em. Với cả mày tính luôn cho anh cái lễ bao này với cả cái vòng này bao nhiêu tiền thì anh chuyển khoản luôn. Ok. Vòng thì cứ như 3 kim cũ thôi anh. Tâm Thánh giờ giật em 2 kim vòng lên Tâm Thánh rồi. Nếu mà order nó hủy vòng em sẽ trả lại cho anh em, ok chưa? Ok. À. Tất nhiên rồi. Đúng rồi. Anh nhường cho em cái vòng. Nếu mà order hủy vòng thì sẽ trả lại tiền lại cho anh em. Đó. Ok em Tâm Thánh. Alo, anh nói khóa mít rồi sao anh đấu? Đâu chắc cần ban mà. Đúng rồi. Chắc cần ban. Lúa. Chắc cần ban. Nó chắc cần ban. Mà ông cho ông cho nó mà. Đâu nhìn đâu nãy nói chứ. Ông kia cũng vào không kịp. Đây, hiện giờ anh ơi. Đây đang đứng ở công viên tử xuất từ chiều giờ này. Đây. Cái này là 80 kim kèm với 16 ca dạng, 16 ca su, 3 dòng sáng là 19 cộng 80 là 99 kim, số đẹp anh ơi. 99 kim. Đâu được rồi, mày cứ ra tịch bộ ăn ma trước đi. Đúng rồi. 99 kim với lại 16 ca dạng. Đây anh em ơi, giao dịch AK. Anh AK mở luôn nha. Anh AK mở cho xem, anh em xem luôn nha anh. Đó. Anh nói đi cốt anh. Này đi cốt, này đi cốt. Ông anh Phong Ca cũng được, em la cho. À mà anh nút kênh ban được rồi. Đúng rồi. Ừ, anh mở cho một nút kênh ban. Rồi ok anh ơi. Anh nói anh không còn lại.
nhìn thấy rồi nhá. Kiểm tra, kiểm tra. Chúc 20. Còn chưa. 20 hả? Còn chưa. 20, 20. Ôi, 3, 4 rồi, được, được, giá truyền 20 ơi. Ngược bồi ngon. Ôi trời ơi, cái này bẩn quá. Má. Nhận 25. Ui, sức khỏe, nhận 27 nữa. Rồi, gia truyền có thở mát rồi, gia truyền giờ mát rồi. Ủa mà. Đừng có 17 nhé, số 17 đó. Đấy, gia truyền mát. Trời ơi, kém thằng kia một tí. À, 18 hả, 18 hả? Kia một tí. Đâu, 19 nó ngon dữ ta. Trời ơi. Quá đẹp luôn hơn. Cái truyền của cũng trước mở là 19, 10. Đúng rồi, à, đẹp, 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 đẹp quá. Quá đẹp luôn em ạ. Anh em xem rồi anh không? Tính ra 4, 4, 19 đồ, tính ra 2 set băng mình mở là ngon ghê chứ. Giống hoài. Set quân cuốn 19, 4. Đó. Còn anh Phong Cao cũng 19, 4 ngon rồi. Ngon rồi. 2 set ngon quá. Thế là coi như là 99 kim đúng không? Ngon, đúng rồi anh ơi. 5 đúng không? Đúng rồi. Ê, 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 anh lùm giùm em đây chứ giá đó em không có đâu. Rồi để tao bảo thằng lúa. Đúng rồi, đúng rồi. Anh đưa cho đó em không có đâu. Em không có, lúa. Chịu á. Em chịu á. Rồi, rồi tí nữa. Ok, ok, anh cứ thoải mái này tí nữa. Ban qua em ngày mai phát lương anh em mà được như đâu. Ok, 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 ngày mai thì ok. Cứ lái đi rồi em phát lương nè. Rồi, xong. Rồi. Xong ở đâu giá này mà. Mấy cả. Sao anh ơi? Em bảo này. Không biết là cái mấy bao công thành ấy thì không biết làm quả. Rồi. Lỡ ba con thành là anh Phong Ca anh đấu hết rồi anh ơi, anh, nói chung là... Anh biết rồi, nhưng đấu để lấy... Đúng rồi anh, cái đó sẽ lấy được phản lương cho anh em á. Cái sốt của anh ấy là trừ luôn, nhưng anh không lấy nữa. Chứ không phải lấy, đánh con thành phải lấy, ai cũng phải lấy. Không được. Ai cũng phải lấy, ít nhiều cũng phải lấy. Cứ như bang phát nhau thì em cứ thế em cứ nhận thôi. Rồi tiếp tục anh em ơi, đấu giá Duyên Hiền Tinh. Lên 500 xu. Em đồng ý nhưng mà người ta không đồng ý thì đúng thế. Nói chung anh cứ nhận đây cho vui anh ơi. Không, bên này anh chỉ nói là cái phần của em. Không được, không được, không được. Em cho ai thì cho. Đúng rồi. Phần của em là em cho ai thì ấy, giống như anh thế thôi, anh cho ai thì cho. Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy đi. Hiện tinh làn trước em cần hiện tinh em đấu đi em. Em lái con ghẻ đó. Lái con ghẻ. Dạ anh lái 2k5. 2k5 đến là cái gì đấy? Hiện tinh mở ra đầm đầm 8-9-10 ép vũ khí rồi nè. Mấy dân này vậy đợi anh ép vũ khí thôi. Ép mấy kia phí không? Ai ép vũ khí? Bình sát rồi lên tinh này nữa. Nói chung hiện tại bây giờ em chưa có vũ khí. Bữa giờ bên kia em mua một cây vũ khí rồi nha anh Phong Ca. Phong Ca có cái ngọc bội ngon thế. Ờ ngọc bội ngon. Hôm qua bên kia em mua được cái cây vũ khí rồi nha. Dòng sinh lực kháng họ nữa quá ngon. Đúng rồi, nam mà xét ba này ngon quá. Anh biết không, cái xét hồi mấy cái tụi kia á, nó gồm cũng phải máy xét lại mới được ngon. Đúng rồi, mà đây mình mở ra ngon, hai xét này ngon vài đấy luôn. Ý là anh bạn cái gì chuyện nào bỏ được ra cái. Chủ yếu người bỏ cho chuyện á. À, bỏ cho chuyện ok mà. Bỏ của anh hơn đẹp quá. Anh là bị xịp so với em nội lực. Ờ, Hiền Tinh, 2k5. Tổng tổng thu đợt tối này khả tính cái danh sách phát thưởng phát cái điểm đọc tiền á đến của Tam Thánh nhá, còn có bộ hàn mỹ mà không anh vô ông Mỹ đâu, ông Mỹ đầu server mà đầu server đấy nhận đẹp không nhận Tam Thánh à, ok ở đây quên bàn cho máy em đã năm khi không để cái bàn cái gì tụi mày nạp tốt 3 rồi đấy. Anh đang trong kia. Mày không ăn gì đâu. Ở trong kia. Tụi mày nạp tốt 3 chưa? Lúc nào lấy bởi. Anh em nào chưa gửi lên phần chụp ảnh tốt 3 chụp lại gửi lên cho Khả đi nè em ơi. À tốt 3 có bao nhiêu có mấy nghìn thôi mà. Chụp đi anh ơi. Gửi đến chưa? Gửi lên gửi chụp lên. Hôm đấy ở nghỉ mát chụp đéo đâu. Mà. Thế chịu rồi chụp lại chứ. Biết nào. Quang ơi. Có xài đai băng hàng không cho em cho mượn nè. Băng hàng đang xài của Khải đấy. Ui, đeo cái này mà phòng thủ 75.8 là sao? Khải mới luôn Duyên Tinh nha anh em ơi. 75.8 là sao anh em? Khải đang dùng Duyên 8 này. Ai Duyên 8 cái bác rồi à? Khui. Không anh, về lại các bạn. Ôi, Duyên Tinh mời anh Phong Ca ơi. Có cây vũ khí ngon rồi ấy. Ngon. Ngon. Được, 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 được.
có đồ ép hàng chơi hai cái năm. Hôm trước em mở một viên 8 rồi, má đây được viên 10 ngon quá. Đâu đó em mở viên 10 cần 3 đó. Hên xui hên đen 10. Hai bên mà tập kim kia. Ờ ra đi ra bên nào đi. Cho đây anh em vô thoải mái đi, vô quấn thoải mái đi. Ờ chơi vui vẻ mà anh em không phải lo đâu. Thoải mái đi à, vì hôm nay em có người đâu. Hôm nay không có thằng lù vú đệ đâu, không phải lo. Ngồi anh em ơi. Bên kia thì Khải có một cái đao kim rồi, tóc 30 sát thương 48 rồi nè. Có một cây rồi. Giờ kiếm cây bành sắt, nói chung hiện tại đang dự định chuyển gì thứ 5. Mà từ từ. Mở ra om cái ngọc bội ngọc hết, mở hai om hai cái nhẫn nhục phiu nhỉ. Hai cái nhẫn phiu vãi. Kháng cả 16. Bạn nhiêu vậy không? Anh chậm, á. Chậm tầm thắng nữa. Ôi tốt rồi đúng. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì phải rồi thì bang mình cũng đấu giá được set năm bang Hồng Mỹ là 80 kim, nói chung là bang mình nhường chứ. Chứ thiệt tình cái set này ít nhất phải hơn 100 kim nè. Chung là nhường là anh em trong bang ai cũng như ai, với lại anh em cũng có đồ rồi thì nhường qua nhường lại một tí. Tuy rằng giá hơi thấp nhưng mà nhường qua nhường lại, chứ còn để mà đấu giá thì chắc chắn anh em là set năm bang Hồng Mỹ hơn 100 kim. Đó. Đây, hiện tại vừa rồi Khải mở được cái hiện tinh 10 nè mà. Đó. Đây tốt chốt lại đồ thì đây anh em ơi. Một set năm bang Hồng Mỹ quá đẹp luôn. 34 cái này nằm nữa pin luôn. Vậy chuyện ông bang 198 nhận 25 sinh lực 81 nỗ lực 180 và nhận 27 sinh lực 155 nỗ lực 155. Ok chưa? Đó, khả được mở được viên hình tinh 10. Đó để cho anh ép vũ khí muốn ép gì ép. Hai kim năm. Rồi anh em xem video này đừng quên cho Khả một like chia sẻ chơi anh em ơi. Nói chung là bang mình mà có vấn đề nào hot Khả sẽ làm video cho anh em xem nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi. Đúng rồi anh em ơi, đang với cái độ 155 này Khải định gì ở thiếu lâm thì nó quá chi là hợp lý luôn đó. Đó.